Cẩn thận nha mọi người ơi. Cẩn thận. Cái này gọi là cỏ bông lau nha mọi người. Núi bông lau. Vậy là biết rồi sao? Biển bông lau trên núi. Biển bông lau trên núi có một con nai đại bông bên nha mọi người. Đi cẩn thận, đi trước đi. Đi trước. Xe ra trước đi. Không, đứa lên tới cái con quay ngược lại. Thank you.
thận, cẩn thận. No, I think she can do it. No, I need a help. Có dây đi theo rất là dễ. Bây giờ đứng đi chụp hình đẹp nè chị. Đứng đi chụp hình. Đang quay phim đó. Vì muốn đi trước không? À vậy hả? Không, vậy quay tới đằng kia luôn. Rồi xong cái mình sẽ cắt ra. Ôi trời, khúc này cũng đẹp. Không, khúc này cũng không đẹp lắm. Ờ à. Bị đứng đó. Hello. Con về con sẽ chụp lại mấy khúc đứng đó làm hình. À, cưng cái tay nè, cái mặt chắc trỏi quét rồi. Hôm bữa mới đi về cái mặt thấy gớm, bây giờ nó gớm lại nữa rồi. Con à, ok được rồi, hết đẹp rồi. Bây giờ tụi mình phải leo sát chách núi, tụi phải giật một sợi dây thần. Gió rất là mạnh luôn. Ở dưới rất là cao. Cái núi này mà bây giờ mình đã chuẩn bị lên tới đỉnh núi rồi nha mọi người. Tên Việt Nam có tên là núi Bông Lao. Núi Bông Lao hoặc là núi Bồng Bền cũng được. Tên đó là Ba Tu Lao. Ờ nó tên Việt Nam đó, tên Việt Nam là núi Bông Lao. Quay dưới đây nè. Trời. Ghê quá.